Dạ, Hiếu Phan Vlog mến chào tất cả quý vị khán giả thân thương trong và ngoài nước trở lại với kênh thông tin tin tức của Hiếu. Nội dung hôm nay thì Hiếu lại tiếp tục chia sẻ thông tin rất là thú vị có liên quan đến Thiền âm Anh Bộ Trụ và đặc biệt là thông tin về phái đoàn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã đến thăm Thiền âm Anh Bộ Trụ. Chính thức nó diễn ra là vào ngày 28 tháng 9 vừa qua, thưa quý vị, sớm hơn so với dự kiến nha. Thì trước khi vào nội dung, Hiếu gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả quý vị, luôn luôn cùng với gia đình của mình có thật nhiều sức khỏe thân tâm an lạc và gia đình hạnh phúc ạ. À. thì à, trước đây thì Hiếu cũng đã có nói trong một cái video mấy ngày nay rồi là chia sẻ cái thông tin này là có một ông lớn từ Mỹ đến Thiền Am bộ trụ thăm các cháu nói riêng và những cái vấn đề mà có liên quan đến Thiền Am á thì họ cũng có một cái buổi họp mặt ở đây và ừ, hỏi thăm như thế này thế nọ về tôn giáo cũng như là về cái cuộc sống của đại gia đình Thiền Am thì nội dung chi tiết thì chưa có được tiết lộ thưa vị. Nếu mà có thông tin gì về cái nội dung buổi họp mặt hôm đó, thì Hiếu sẽ chia sẻ kịp thời cho vị khán giả được biết. Còn hôm nay thì Hiếu xin tường thực lại cái buổi uh, mà uh, bên phía Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đến thăm Thiện An làm việc ngày, tháng như thế nào và đặc biệt là chia sẻ cái bài báo này để cho vị khán giả uh, nghe và quý vị khán giả tin rằng đây là cái thông tin có thật mà Hiếu gửi đến cho tất cả quý vị. À, để không là có rất nhiều vị khán giả chắc có lẽ là ở phe đối lập họ công kích họ cho rằng đây là những cái thông tin bịa đặt câu like câu view vân vân các kiểu thì xin kính thưa vị hiếu rất là tôn trọng quý vị khán giả cho nên là những cái thông tin mà hiếu đưa ra đó để cho vị cập nhật á, tất cả đều là sự thật 100% có từ báo chí chính thống hay là từ bên phía thiền am hoặc là từ bên phía đoàn luật sư chia sẻ thì hiếu mới chia sẻ đến cho tất cả quý vị được biết rồi đó là cái thông tin bên lề. Bây giờ đưa vào cái bài báo thông tin chính thức, thì Hiếu xin uh, chia sẻ cái bài báo như sau: à, Bài báo nói chuyện bên lề về phái đoàn Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ thăm một số tổ chức tôn giáo tại Việt Nam. Phái đoàn Phòng Tự Do Tôn Giáo Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đã đến thăm Văn Phòng Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Tây Nguyên, uh, Thiền An bên Bộ Vũ trụ và gặp ba hội thánh Tin Lành Tây Nguyên phái đoàn tự do tôn giáo Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đến Hà Nội vào ngày 26 tháng 9 và bay vào Sài Gòn ngày 28. Sớm hơn dự định vì trận bão Noru rất tiếc dự trù của họ vào Huế trong ngày 28 đến thăm Đan Viện, Thiên An và Ân Đàn Đại Đạo phải dời vào dịp khác. Đan Viện Thiên An đã bị chính quyền ném đá giấu tay để cóp đất rừng của Đan Viện. Và các đan sĩ lao công gây dựng cách đây 80 năm, từ năm 1940, họ đã công khai hoặc lén lút chiếm đất của đan viện, thậm chí đánh bị thương các tu sĩ ra ngăn cản họ phá tượng chúa trong đất đan viện. Sự việc kéo dài từ năm 2017 đến nay, chính quyền dù có đa nghe đan viện cầu cứu vẫn làm lơ hay cứ can thiệp rồi bỏ qua đất của đan viện bị dân chiếm dụng xây chuồng gà hay biến thành biệt thự. Trang web của đan viện Thiên An viết, tôn trọng quyền tự do tôn giáo là lời nói, còn có phá đất đai tiêu diệt tôn giáo là việc làm của nhà cầm quyền Cộng sản. Đó là báo nói như thưa vị, thì nguyên văn báo thì Hiếu đọc cho vị nghe nha. Chứ uh, Hiếu không có chia sẻ theo như, những cái gì mà cảm tính thưa vị khán giả. Thì uh, báo viết tiếp như thế này, ngày 5 tháng 2 năm 2012, ngày 5 tháng 2 năm 2012 người uh, 15 người thuộc Ân Đàn Đại Đạo một tôn phái Phật giáo do ông Phan Văn Thu lập nên bị công an tỉnh Phú Yên bắt giữ họ bị bắt ngay tại khu du lịch sinh thái Bia Sơn còn gọi là khu du lịch sinh thái đá bia vì tội phản động và âm mưu lật đổ chính quyền. Sau một năm bị giam giữ, ép cung, ông Phan Văn Thu, tức Trần uh, Công, năm nay 67 tuổi bị kết án tù trung thân trong phiên tòa sơ thẩm ngày 4 tháng 2 năm 2013. 24 người khác bị kết án tổng cộng 309 năm tù giam và 110 năm quản chế theo tội danh hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân theo Điều 79 Bộ Luật Hình Sự. Những ngày ở Sài Gòn, Phái đoàn Phòng Tự do Tôn giáo Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã đến thăm Văn phòng Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tây Nguyên, Thiền An Minh Bầu Vũ Trụ và gặp ba hội thánh tinh lành Tây Nguyên. Vụ Thiền An Minh Bầu Vũ Trụ đã được giống lên tại Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và tại Hội nghị về quyền trẻ em hồi đầu tháng 9 tại Liên Hiệp Quốc. Phái đoàn phụ trách về tôn giáo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã nhanh chóng đến thăm Thiền An lần này. Cách đây vài hôm, ngày 24 tháng 9, công an bất chấp luật pháp, không thông báo cho phía luật sư của Thiền Am và cũng không có phép của tòa án, đã đột nhập Thiền Am cưỡng bức bẻ tay bóp miệng các ni cô cô nuôi dạy trẻ để lấy nước miếng, niêm mạc đem thử DNA cũng mục đích đó họ đã dùng nhíp nhổ tóc các chú tiểu gây đau đớn chảy máu đầu sự việc đó khiến cho những người thiền Nam rất sợ hãi không dám hé lời kể lại điều gì liên quan đến cuộc viếng thăm của phái đoàn của bộ ngoại giao hoa kỳ ngoài uh, cho biết phái đoàn này đã nghe tiếng nói của thiền am và sẽ cố giúp đỡ thiền am cũng vì bảo vệ an toàn cho Thiền Am, phái đoàn bộ ngoại giao Hoa Kỳ đã đến Thiền Am Minh Bộ Trụ, nhưng chi tiết của cuộc gặp gỡ đều được giữ kín. Đọc tới đây thì chúng ta cũng thấy rằng là bên phía Thiền Am họ rất là hiền, đúng không quý vị khán giả? Những cái sự việc mà xảy ra vào ngày 24 tháng 9 đó, thì họ không có kể gì lại đối cho bên phía phái đoàn bộ ngoại giao nghe hết thưa quý vị. Còn cái vấn đề mà buổi gặp gỡ hôm đó đó, nội dung chi tiết thì vẫn đang được giữ kín thưa vị khán giả thì có thông tin thì Hiếu sẽ cập nhật để gửi đến cho vị khán giả được biết như sau. Rồi quay trở lại với cái bài báo này thì những người vân những cái người dân mà ở xung quanh Thiền Am Minh Bồ trụ đó nghĩa là sống gần đó đó thì họ kể lại như thế nào thì báo cũng có biết như thế này. Tuy nhiên những người dân à, quanh vùng kể lại từ ngày những người trong Thiền Am Minh bầu trụ bị bắt, công an đã đặt chốt kiểm soát đường vào Thiền Am. Đoạn đường dài khoảng 1 km gửi có tới 2-3 chốt chặn của công an. Dân phòng, ngay cả đoàn luật sư của Thiền Am đến gặp thân chủ cũng bị công an chặn lại, làm khó dễ, không cho đi xe vào. Ngày phái đoàn Hoa Kỳ đến, đường xá tự dưng phong quang, không có chốt chặn nào, đoàn Hoa Kỳ ra vào thông thả. Nhưng những nhà chung quanh Thiền Am đều có người nằm trên nóc nhà và máy quay phim theo dõi Thiền Am. Thì đọc tới đây thì chúng ta cùng uh, suy nghĩ và bình luận. Thì uh, chúng ta thấy cũng uh, rất là lạ. Mà lạ gì thứ vị khán giả? Nếu mà cái phái đoàn, thiền, uh, phái đoàn Hoa Kỳ đến thăm Thiền Am á, mà có những cái chốt chặn hay là những cái thành phần uh, tổ chức cá nhân nào đó mà đến đây để mà quay gối hay là uh, quậy phá gì đó thì họ sẽ nhìn nhận như thế nào có phải là họ sẽ suy nghĩ là à nơi đây đang đàn áp thì ai mình bổ trụ hay không à, đó thành thử ra họ cũng rất là hay đó, địa phương ở đó họ cũng rất là hay khi mà nghe cái thông tin này thì không có còn cốt chốt chặn nữa thưa vị khán giả họ đã dẹp bỏ hết nó còn lúc trước thì chúng ta thấy rồi luật sư đến hay là cái đoàn nào đến không biết thì họ quay quần YouTuber rồi công an chặn chốt vì các kiểu hết nó thậm chí ngày hai mươi bốn chín thì vị cũng thấy ha luật sư mà đi vào á thì họ đấu cho đi vào đâu thưa vị phải xuống xe rồi đi bộ vào rồi xong việc rồi đi bộ ra với quãng đường khá là dài rất là mệt mỏi luôn đúng không ạ à? nhưng một cái điều lạ ở đây đó là trên nóc nhà của những người dân sống xung quanh đó đó thì vẫn còn có rất là nhiều người nằm trên nóc nhà trên mái nhà để mà chi quý vị để mà quay phim theo dõi bên phía thiền an bên bộ trụ đó thì cái này là vi phạm pháp luật rất là rõ ràng rồi anh ngang nhiên tự tiện gọi là theo dõi cái đời sống cuộc sống nhà cửa của ta như vậy là quá quá sai phạm với quy định của pháp luật rất là rõ ràng đúng không ạ à? đó thì cái bài báo còn rất là dài nhưng mà Hiếu chỉ chích ra cái đoạn mà họ nói là phái đoàn Hoa Kỳ đến thăm Thiền Am thôi còn những cái đoạn khác là nói về những cái hội thánh tinh lành ở Tây Nguyên thưa vị nó khá là dài không có liên quan đến Thiền Am thì Hiếu cũng xin không có chia sẻ tiếp thì nghe được cái phái đoàn của Bộ Ngoại Giao đến thăm và làm việc với Thiền Am như vậy á thì chúng ta rất là vui mừng và có một cái tia hy vọng bởi vì các bé ở đây sẽ được uh, chăm sóc đặc biệt và bảo vệ về nhân quyền của các bé đúng không ạ? À? Và các thành viên của Thiền Am nữa thưa quý vị. Sau này á khi mà chính quyền hay là một thành phần cá nhân tổ chức nào đó muốn đến Thiền Am quậy phá thì họ cũng dè dừng. Nó cũng cân nhắc là có nên làm những cái hành vi đó đối với đại gia đình Thiền Am hay không? Bởi vì hiện tại thì Liên Hiệp Quốc đã vào cuộc và phái đoàn bộ ngoại giao Mỹ cũng đã vào cuộc rồi. Thì họ cũng đã đến Thiền Am rồi. Thì chúng ta cũng nên an tâm đúng không quý vị. Và bây giờ thì chúng ta chỉ tập trung vào cái phiên tòa phúc thẩm ngày 14 tháng 10 tới đây xét xử vụ án 331 đối với các thành viên của Thiền Am. Thì qua đây Hiếu cũng xin quý vị khán giả cùng với Hiếu cầu trời khẩn Phật phù hộ cho Thiền Am anh bộ trụ tai qua nạn khỏi hót được cái kiếp nạn này và các thầy được trả tự do, được minh quang để mà trở về với uh, gia đình của mình, sum họp với các bé. ở đó thì có thầy ông nội già cả yếu ớt rồi bệnh tật, thưa vị cũng đang trong chờ chờ đợi cái ngày mà các thầy trở về. đó là những gì mà hiếu rất mong mỏi cũng như là vị mong mỏi đúng không ạ? À? thì nội dung video đến đây cũng đã dài rồi với vị khán giả à, an tâm chưa? ạ à? thì quý vị hãy để lại một bình luận nhận xét cho cái câu chuyện ngày hôm nay cũng như là bấm một like tặng cho hiếu đăng ký kênh bấm chuông để không bỏ lỡ những video mới nhất mà hiếu truyền tải đến cho quý vị khán giả được biết thông tin có liên quan thiền em xin cảm ơn quý vị rất là nhiều một lần nữa cuối video hiếu mến chúc tất cả quý vị cùng với gia đình của mình ngày mới có thật nhiều sức khỏe thân tâm an lạc và gia đình hạnh phúc ạ à. còn bây giờ hiếu xin kính chào tạm biệt xin hẹn gặp lại tất cả quý vị vào trong những video tiếp theo